Lời đầu tiên là Thuận xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến Thuận trong suốt thời gian qua và ủng hộ kênh YouTube Săn Bẫy Cô Thuận. Kênh YouTube Săn Bẫy Cô Thuận chuyên đăng tải các clip bẫy chim, bẫy chồn và bán buôn những bẫy chim, tiếng bẫy chim, bẫy chồn và các dụng cụ săn bắt. Thì hôm nay Thuận xin giới thiệu với anh em và chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm để dẫn dụ dê về chòi một cách hiệu quả nhất. Thì bên Thuận là có bán cái thẻ nhớ, có file chép tiếng của con dê kêu về chòi, thì trong đó nó có tiếng con cái, con đực kiểu kêu thân thiện anh em. Thì thẻ nhớ anh em muốn thẻ nhớ có thẻ nhớ, hay muốn USB có USB, còn nếu anh em có thẻ nhớ mà muốn thành USB thì anh em chịu khó mua cái đầu lọc thẻ nhớ anh em gắn vô. Thì ngoài ra là bên Thuận có bán cái loại loa để điều khiển từ xa để anh em có thể để trên chòi, tại vì cái chòi mình nó cao anh em. Nếu anh em có điều kiện với nhu cầu thì lấy cái loa này để bỏ lên nó hiệu quả hơn. Thì nó có cái điều khiển từ xa này, anh em bấm theo số mình thích, ví dụ như là bật tắt bật lui rồi này nọ, anh em cài đặt để sẵn lên trên đó. Thì nó có cái túi dàn dây này, anh em bỏ vô quỳ trang nó sẽ như vậy ha. Thì cách sử dụng rất là đơn giản, anh em mở cái này lên đó, mà nhỏ nhỏ lên thì thôi, xong rồi anh em lặn nó lại, rồi anh em lấy cái thẻ nhớ nè, không nhìn vô cái khe này bỏ cẩn thận vô đó, gắn vô. Thuận là Thuận mở lên cho anh em nghe, nhưng mà đây là cái tiếng dê độc quyền nên Thuận chèn về nhạc vô thì anh em lấy là không có tiếng ngại nha anh em. Rồi đây nó có cái cực lưng xuống anh em đó, anh em muốn bật qua bài khác thì bấm tới đó, bấm lúc này là tắt cái anten này, để khi mà nó không bắt được sóng hơi xa thì anh em có thể lấy nó ra. Cái đây cũng có anten, anh em giúp nó lên đó, là giúp lên, tại thằng quay con tay nên hơi khó đó. Khi sử dụng xong anh em tắt thì nó có cái cục sạc nó đang đây, đây là cục sạc của nó. Cục sạc này là anh em sạc vô là khoảng chừng tối, anh em sáng anh em không sử dụng nên anh em sạc đến chiều, chiều anh em câu nó lên trên trời. Thì anh em làm cái đồ câu giống như là mấy anh em làm hồ, người ta câu mấy gạch cát lên, anh em câu nó lên, khi nào lấy thả nó xuống. Thì anh em muốn biết thêm cái cách làm chòi như thế nào thì hiệu quả hơn, anh em bấm cái đường link bên dưới hoặc gọi số điện thoại bên đây hoặc số điện thoại này cũng được.